Khi con thành Phật. Đó. Khi con thành Phật là thấy ngon rồi, thấy không? Nói xong một nguyện là khi con thành Phật liền, không nói gì chứ. Khi con thành Phật, đã nói là khi con thành Phật thì tha thứ hết chứ. Phật là chữ giác ngộ, đã là giác ngộ là tha thứ hết. Tự nhiên tay chân duỗi hết, giống như buông hết, buông xuống từ thân tâm, buông, buông cái gì? Buông buồn giận, buông hẳn trách, buông không vừa lòng, không vừa ý, buông hết, tha thứ hết, đúng không? Đó. Tự nhiên cái tâm này nó phát lên, tại vì chữ Phật mà, chữ Phật mà phát lên liền, tâm lượng lớn ra liền. Vì sao? Thấy người ta vui, thấy người ta mừng, thấy người ta được hơn mình, cái gì người ta cũng được hơn mình. Trong tâm mình thâm thẳm ở một phương trời nào đó, mình sẽ mừng giùm cho họ được hơn mình, vì đây là chữ Phật. Hiểu không? Đó. Đức Phật thành Phật, Đức Phật sẽ thị hiện khắp muôn vạn chúng sanh để độ, muôn vạn cảnh giới để độ sanh. Đức Phật chưa bao giờ than van cực khổ, vì mong chúng sanh được lợi ích tốt đẹp vui vẻ. Chúng sanh chỉ cần được một chút phước nhà giàu, Đức Phật đã giúp cho được như vậy. Chúng sanh chỉ cần được một cái gì là Đức Phật sẽ giúp được cho họ. Họ cười một cái, Đức Phật mừng giùm cho họ có nụ cười. Đúng không? Vậy thì mình bây giờ mình muốn thành Phật thì cái tâm của mình phải học một chút giống Phật, thấy người ta được hơn mình, mừng giùm cho người ta. Đúng không? Mở tâm ra. Nhà kế nhà mình cắt nhà to, nó ăn nhậu tùm lum, sùm, nó quậy tá lạ. Nó vừa cắt nhà xong nó ăn tăng gia, nó nhậu quá trời. Mình nói thôi kệ, nó được cái nhà to nó mừng. A-di-đà Phật. Hiểu chưa? Chứ mình đừng có nói một câu mà mang tội. Cắt nhà mà nó ăn nhậu cái này chắc sập nhà quá. Nói một câu mang tội chứ, chù ẻo người ta không có nên, đúng không? Đó. Khi con thành Phật, cõi nước của con không có lời ác. Đó, bị nghe chưa? Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài Pháp Nguyện đó. Ngài thành Phật rồi, tất cả chúng sanh mười phương về quốc độ của Ngài không có nói tiếng ác. Không có nói tiếng ác đâu, mà họ đều nói cái tiếng thiện. Từ nơi đó mà cái quốc độ không có một tiếng ác. Không có tiếng ác, sao có cái cảnh giới ác trong quốc độ đó, đúng không? Nên cái nguyện thứ nhất là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì không có tham sân si nên không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sanh về quốc độ của Phật A-di-đà, không có lời ác, toàn là lời thiện. Chúng sanh sanh về cõi nước của con đều đồng nhất tâm, trụ nơi chánh định. Nhất tâm là gì? Là tất cả người dân ở thế giới cực lạc trong chánh định. Chánh định là giải thoát. Họ thành tựu được cái chánh định này là hoàn toàn tâm họ giải thoát, không có một chút phiền não. Trụ trong chánh định, tâm chân chánh, nói lời chân chánh, việc làm chân chánh, toàn là chánh. Nên họ định trong cái chân chánh nên gọi là chánh định. Sanh về quốc độ cực lạc là được như vậy. Xa lìa nóng bức. Nó, xa lìa nóng bức, nó làm gì có sân si. Xa lìa nóng bức không có sân si đâu. Mình ở đây nóng bức khó chịu, bực bội đủ chuyện, đúng không? Nó xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Trời ơi, nghe thôi mà còn thấy mát mẻ nữa. Phải không? Nghe thôi là ta thấy mát mẻ rồi. Quý vị cảm giác đi, nương vào bổn nguyện đi. Rồi quý vị giống như ngã mình vào bổn nguyện đi. Giống như mình hòa mình trong bổn nguyện đi. Bởi vì sẽ thấy quý vị mát mẻ liền. Quý vị thấy không có cái gì bực bội khó chịu nữa chứ. Vì bực bội khó chịu là chúng độc. Nên chúng ta từ hôm nay không bực bội khó chịu nữa. Vậy thì lúc nào chúng ta cũng xa lìa nóng bức, tâm được mát mẻ. Tuyệt vời ha. Hưởng thọ an lạc. Hưởng thọ an lạc là vì sao? Tuổi thọ vô lượng, an lạc là luôn luôn được an lạc, sống thọ mãi mãi. Thấy không? Còn quý vị ở đây vui được mấy năm, vui được mấy năm là chết queo rồi.
hưởng cái gì. Nên bây giờ ở đây, ở cái cõi này chúng ta hưởng cái gì? Có hưởng cái gì đâu, có hưởng cái gì mà vui mà lâu dài đâu, vì có tuổi thọ đâu hưởng. Nên tất cả những người nghe đạo rồi giàu sang phú quý, nên làm việc thiện việc tốt đi, để đổi qua cái phước báo, đổi qua cái công đức niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì sanh không mang đến, chết không mang đi. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của ta? Oh, đó. Nên thông minh suy nghĩ để đến một cái quốc độ mà hưởng thọ an lạc, vừa sống thọ mà vừa được an lạc. Nên các cô trẻ trẻ mà chưa có chồng, đủ duyên niệm Phật đi tu, đi vô đây nuôi mấy bà già như đức, hưởng thọ an lạc, hướng về cực lạc, hưởng thọ an lạc. Thấy không? Con bé đó lúc trước nó muốn đi tu ghê, những đức nói đi tu đi, nó nói dạ con đi tu. Xong đi tu nó mấy tháng xong nó nói dạ con nghỉ tu. Sao hỏi nghỉ tu làm gì? Dạ con có chồng. Bây giờ nó một đứa con với đang có bầu. Nó nói vậy nè, mới nãy gặp như đức nói nè, khổ quá thầy ơi, bây giờ có cách nào thầy giúp cho con giải quyết cái vấn đề mà đứa con này với cái bầu này không, để cho con được đi tu. Nó thôi xưa diễm. Tạo ra một ề này rồi tự nhiên kêu người ta giải quyết, kêu cái người mà bài ra giải quyết đi, cái chuyện gì cũng đưa cho thầy chùa, làm cho thầy chùa ngu quá. Ngộ thấy ghê. Tự nhiên hồi đó người ta giúp cho đi tu, không chịu đi tu đòi đi có chồng, rồi bây giờ tự nhiên có đứa con với cái bầu kêu người ta xử lý, cái xử lý làm sao luôn. Chứ đứa hỏi giờ xử lý làm sao, nói dạ đứa con nhỏ gì thầy nuôi giùm được không. Nói trời mấy tuổi, nó mới có 2 tuổi rưỡi, trời trời 2 tuổi rưỡi mà bắt nuôi biết sao nuôi luôn. Rồi cái bầu sao xử lý, nó dạ khi con đẻ ra thầy gỡ giùm con. Trời sao bà đưa tôi cái chuyện ác không, kêu làm chuyện ác không à, đi tu mà còn bắt rồi mẹ con xa nhau được không, sao mà làm cái chuyện kỳ cục vậy trời. Thôi gán đi, bụng làm dạ chịu trách hơn ai. Hiểu không? Giờ đã chọn thì cố gắng đi. Nó nên tôi xin báo cáo cho các chị chưa có chồng về suy nghĩ cho thật là kỹ, để tính một con đường bình an cho mình đi. Nhưng đức nói mấy cô mình đây nó bình an, nó ghê, nó vui vẻ, nó an lạc gì đâu, tự tại và sống còn có ý nghĩa nữa. Nó hiểu không? Nên những người chưa có gia đình nên suy nghĩ cho thật là kỹ. Suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Những đức nói cho vị nghe nghe, đừng có nói một mình mà cô đơn, không có cô đơn đâu. Đừng có nói một mình cô đơn, làm gì cô đơn, đông gì mà cô đơn. Biết chùa mình là không bao giờ cô đơn. Hiểu không? Biết nhau vui về mà cô đơn. Hồi xưa nói không nghe, bây giờ cuối cùng một em một ẻm trong cái bụng nữa. Bây giờ nói, những đức hỏi có vui không? Họ nó nói đúng là thầy nói rõ ràng, vui không có bao nhiêu mà khổ rất là nhiều. Nói rõ ràng luôn, mới gặp nãy. Nó thấy chưa? Xong rồi những đức nói thôi ở là 2-3 ngày đi. Hỏi những đức chi thầy? Những đức nói ở là 2-3 ngày đi cho mấy cô mình nó thấy. Cho nó thấy ốm nhơm ốm nhát. Hồi xưa ở đây người ta nuôi mập lù, về ốm nhơm ốm nhát cần cổ cao ngồng đi. Những đức nói cậu coi bả kìa trời. Thấy không khổ ghê chưa. Nó nên các cô chưa có gia đình suy nghĩ cho kỹ, cho kỹ con đường này nghe chưa. Nó, bây giờ may mắn thay gặp được Phật pháp, gặp được tịnh độ quá. Nó nên suy nghĩ cho thật là kỹ để làm sao mà tự tại cả đời.
Thấy cô mình không mỗi ngày vớ vớ, đâu có ai ràng buộc gì đâu, sống khỏe, sống vui. Nói kiểu này mà mấy bà sắp sửa đám cưới chứ mấy bà cũng về chứ suy nghĩ lại quá. Con bé đó lỡ nó sơn tượng Phật rồi bây giờ nó dính luôn rồi kìa. Lỡ sơn tượng Phật, lỡ chùa mình nghe những đức giảng sao giờ. Nó thích ở chùa, mà 2 tháng nữa đám cưới. Thôi cái này là tôi có đụng vô cái chuyện này nghe trợ. Chứ mai mốt mà cái thằng nó đến tìm tôi mất công mệt lắm. Mà thằng đó nó cũng đang ngồi đây nữa. Thằng đó giờ đang ngồi đây luôn mà. Thằng chồng sắp cưới cũng đang ngồi đây nè, đâu đây nè, xung quanh đây nè. À, đó, nên từ nơi đó thấy không? Nó rõ ràng chưa? Bây giờ mà nói mà suy nghĩ cho thật là kỹ. Nó dính vô rồi, nó nói nó không đơn giản đâu. À, dính vô rồi nó không có đơn giản. Không, sao mình nói vậy thôi, kệ ta, quên. Hiểu không? Đó, nên quý vị biết rằng mỗi người nó có cái duyên nghiệp. Từ nơi thấy cái cảnh nó thấy đúng là thê thảm, thấy khổ thiệt. Bây giờ nhiều cô mà có gia đình, nếu cho mấy cô chọn lại, mấy cô sẽ mơ ước chọn lại thở xưa ban đầu, đúng không? Đó, rõ ràng không? Không, bây giờ nó thật sự dù có chồng mình trước mặt mình cũng nói câu đó nè. Mình đâu có sai đâu. Nếu cho mình chọn lại, tôi sẽ chọn thở ban đầu, sống mà hướng đến đạo pháp, đúng không? Giờ những đứa hỏi các chị ngồi đây với câu nói những đứa vừa nói, các chị nào đồng tình đưa tay coi. Thấy chưa quý vị, công nhận không? Nó rõ ràng chưa? Đó. Ừ, không? Nếu cho mình chọn lựa, mình sẽ sống như vậy, chọn đạo pháp, sống những ngày tháng bình yên vui vẻ, đỡ lo lắm quý vị, đỡ lo đỡ gánh nặng vậy lắm, đỡ lo đỡ gánh nặng, tại vì có mình nên mình không có lo nhiều, nhưng mà dính vào rồi con cái nữa lo vậy lắm, bận tâm nhiều lắm quý vị, rất là nhiều thứ bận tâm. Nên mỗi một con người mình nên nhận thức quý vị ơi, nhất là gặp được những ngôi chùa mình và gặp Phật pháp và gặp người giảng gì, rồi gặp điểm chùa rộng rãi, rồi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Nên những người mà có tâm huyết nên mạnh mẽ quyết định cho mạnh, đừng có để lưng chừng thì coi chừng bị dính, lưng chừng là coi chừng bị dính, hiểu không? Còn người nam thì đủ duyên qua chùa mớ liền để mình phục vụ chúng sanh, nó thành một tổ chức, về sau nó thành cái mấy đạo tràng nữa, cùng nuôi mấy bà già, ý nghĩa lắm đó quý vị. Nghe một đoạn chia sẻ Phật pháp tính ra cũng gần tiếng rồi đấy, không? Nên quý vị thấy bao nhiêu câu, bao nhiêu ý nghĩa để nâng cấp cái tâm tu niệm Phật quý vị lên, đúng không? An lạc tự tại niệm Phật vui vẻ, rồi bây giờ gặp những cảnh ngộ gì cũng nhờ cái pháp niệm Phật để giúp cho chúng ta giải tỏa tâm tư. Có nhiều cô mà có gia đình đi tu gì, bằng ngày phải đi làm rồi tranh thủ về tu, cực khổ vô cùng, nó quá cực, quá vất vả luôn. Còn có những cô thì chồng cũng lo lắng được đi tu, không cần phải bận tâm gì hết, chồng lo hết trơn, đi tu đi em, thấy không? Nhưng mà vẫn có thấy cái bị buộc ràng gì đó, vẫn có cái khổ chứ không phải không khổ. Dù nó lo hết vẫn khổ, đúng không? Nó vẫn không có tự tại đặc biệt đâu. Nói tóm lại là trong cuộc đời này khổ thì nhất định ai cũng phải có thôi, nhiều hay ít thôi. Nhưng mà những đức thấy rằng là những cô sống trong chùa mình là các cô hạnh phúc lắm, tại vì các cô mỗi ngày đều làm được việc tốt, việc thiện. Mình xui rủi lắm, mình xui rủi lắm mình mới gặp một cái cô trong chùa mà nó gặp mình, nó tán với mình vài câu dở quẻ, khổ lắm chị ơi. Mình xui lắm mình mới gặp nhỏ vậy á, quá xui. Giống như 70 đứa nó lòi có con đứa, tự nhiên mình gặp ngay đứa đó là mình hết thờ. Hết thờ, gặp ngay cái bà phiền não, không? Mình không gặp cái người an lạc mà mình gặp ngay cái bà phiền não. Có không? Có đó, có đó. Mà con bé kia nó phát tâm, nó đi tu, nó muốn tu,
nó vô chùa nó gặp ngay cái bà phiền não nhất ở trong chùa, mà nó lại kết cái bà đó. Nó vừa gặp bà đó nói chuyện, bà đó dở quẻ một phát nó đi về luôn. Thời gian lâu xa nó đến đây lại, nó nói thật sự với thầy, ban đầu con đã đi đến đây tu rồi, nhưng con gặp ngay chị đó, chị đó bây giờ chị đó cũng về luôn rồi, mà chị đó bây giờ te tu tả tơ luôn, khổ dữ lắm. Mà con gặp ngay chị đó, mà con tận cái nghiệp duyên thầy, con kết chị đó. Cuối cùng chị nó nói cái khổ ở trong chùa con giọt luôn. Bây giờ con nghĩ lại, trời ơi, cái nghiệp duyên con cũng đã từng phá vỡ cái tâm của người ta tu, không năng cho người ta tu mà làm cho người ta mất tính tâm. Bây giờ con vô chùa con gặp ngay cái bà liền lụ đạn, bà liền một phát con văn sát ra ngoài đời luôn. Ghê chưa? Đó, nên chùa người ta bao nhiêu người an lạc, vì Phật tử ta về tu còn an lạc. Vậy mà mình vô chùa tu gặp ngay cái bà lưu lạc. Hiểu không? Thấy chưa? Phải lưu lạc không? Bà không có an lạc thì lưu lạc. Bà đang ở trong cái cảnh an lạc mà bà bị lưu lạc, là bà mắc định hướng là lưu lạc cái gì? Nên bà vớt câu mình đi luôn. Nó đúng là thiếu duyên thiếu phước. Nó gặp ngay kẻ lưu lạc, nó dẫn mình đi lạc luôn. Không, nên đó là cái điều quý vị nên xem lại nghiệp duyên của mình khi đi về chùa. Chứ đừng có bao giờ chỉ gặp cái gì đó cái là tự nhiên mất tính tâm. Nên tâm không kiên định, tâm không kiên định, nên cái lời nguyện này nói là tâm của mình luôn luôn trong chánh định. Trong chánh định à, mình phải trong chánh định, cái tâm của mình phải tập. Mà trong chánh định là gì? Là niệm Phật á. Đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật là trong chánh định đó. Nó, còn những người mà có cái nợ duyên, có gia đình thì cứ có gia đình, làm sao mà sống tốt hay không tốt gì cũng phải nắm chắc câu Phật hiệu. Đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Những đức đã từng nói bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả. Bỏ câu Phật hiệu là mất tất cả đó nghe. Nghe mấy chị? Hiểu không? Nó, mấy chị mà nghe gì mà mấy chị còn bỏ câu Phật hiệu gán chịu. Vậy đó, mà có gì là chạy vô tìm. Kỳ ghê. Nó, chạy vô hỏi. Cái này hồi kia nói niệm Phật đi. Giờ niệm hết vô rồi thầy ơi. Biết sao niệm hết vô không? Vì cái tâm bên trong bị bích lấp. Sao vô? Quý vị coi có những người niệm Phật không vô không? Có đó. Tâm bích lấp. Mà bích lấp là cái gì? Phiền não chướng. Phiền não chướng. Cái phiền não nó đa dạng phiền não luôn. Tiền bạc vật chất, chồng con, gia đình, vợ con, gia đình, tiền bạc, sự nghiệp. Đây. Rồi bất an, lo âu. Chướng vào tâm. Tâm chướng cản lên hết. Niệm Phật niệm không vô. Niệm dội ra hết. Phiền não, cực kỳ phiền não và căng thẳng thần kinh, cũng điên luôn. Đó là gì? Phiền não chướng đầy ắp trong tâm. Nó ghê chưa? Giỡn đâu nghe. Nói người mà niệm có Phật hiệu mà trôi chạy, A Di Đà Phật, 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 không phải đơn giản. Không phải đơn giản, ta niệm câu nào con nói vô 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 ngon lành không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có khi tự nhiên người ta ngồi người ta hát câu Ai Với Đà Phật nghe, thay đổi tông. Hồi xưa mình cũng ưa hát á, bây giờ mình ngồi mình hát A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình hát ngộ thế ghê. Không, những đứa có lúc ngồi giống như thằng khùng vậy đó. Ngồi mà tự nhiên nó an lạc, giống như là con người mình nó thoát ra khỏi cái dòng tục lụy. Tự nhiên ngồi cái tự nhiên A Di Đà Phật. Và có âm điệu lắm nghe. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Hát gì mà thấy cũng vui nữa. Thì niệm Phật chứ gì? Mình đổi tông. Chị mấy bà, hiểu không? À, an lạc quá. Có những lúc thì mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những lúc thì A Di Đà Phật. Mình lạo ngộ lắm. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nó làm cho mình mỏi cách, miễn sao mình an lạc thôi. Ví dụ như bây giờ chồng hay gì đi làm chân ở nhà có một mình,
đi vòng vòng vừa lau nhà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy chưa? Nó cũng vui cũng an lạc, nó đâu có buồn đâu. Mình làm nhiều cách miễn sao mà đừng có buồn, hiểu không? Miễn niệm Phật là được rồi. Niệm sao mà miễn mình thấy thoải mái, nói hay không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.